Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang dành thời gian theo dõi chuyên mục gương điển hình tiên tiến của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa mạnh mẽ đến mọi tầng lớp nhân dân. Đối với đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai, việc học và làm theo bác trở thành phong trào thi đua tại khắp các thôn bản, từ đó xuất hiện nhiều cá nhân điển hình tiên tiến có tiếng nói và uy tín trong cộng đồng dân cư. Chị Lý Tà Mẩy, người dân tộc Giao ở thôn Tà Trải, xã Tà Phìn, thị xã Sapa là một tấm gương điển hình như vậy. Không chỉ biết vận dụng nghề truyền thống, lợi thế của địa phương tạo thành sản phẩm du lịch tăng thu nhập cho gia đình, chị Mẩy còn gắn kết các hộ dân thành lập hợp tác xã du lịch cộng đồng xã Tà Phìn để hỗ trợ giúp đỡ nhau về vốn kinh nghiệm, góp phần phát triển du lịch địa phương theo hướng bền vững. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn tấm gương người phụ nữ này là con gái cả của nghệ nhân làm thuốc tắm trào sử mẩy ở thôn Tà Trại xã Tà Phìn. Ngay từ khi còn nhỏ, chị Lý Tà Mẩy đã được mẹ dạy cách nhận biết và phân biệt công dụng của các loại cây, lá thuốc trên rừng. Đến năm 12 tuổi, chị Mẩy đã biết lên rừng lấy lá thuốc về đun nước tắm chữa bệnh. Am hiểu và có kinh nghiệm làm thuốc tắm, Năm 2006, chị Lý Tà Mẩy là một trong những phụ nữ của địa phương được mời tham gia công trình nghiên cứu làm thuốc tắm người dao đỏ do Trường Đại học Dược Hà Nội tổ chức. Từ thành công của dự án, chị Mẩy là thành viên tham gia sản xuất, marketing bán hàng cho công ty thuốc tắm Sapa Pro, công ty đầu tiên của người dân bản địa tại Sapa, kinh doanh sản phẩm thuốc tắm, dịch vụ tắm, góp phần nâng cao kinh tế, đời sống chất lượng cộng đồng, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo bền vững. Tôi cũng dạy được con gái, cũng biết rất là nhiều thuốc, cũng học được thuốc của tôi rồi. Tôi bây giờ năm nay tôi được 61 tuổi rồi. Tuổi già thì đi rừng thì cũng không khỏe lắm, thì con gái nó cũng biết các loại cây thuốc rồi cái mục đích của mình là mình cũng để truyền cho các con giữ truyền thống cái thuốc này nó không để mất Uh, như trước đây ấy, thì không ai nghĩ là cái sản phẩm này thì có thể ra thị trường cho khách uh, du lịch biết đến như bây giờ thì uh, sau khi uh, được phát triển thêm về một số cái sản phẩm đặc trưng ví dụ như là uh, tắm cho mẹ sau sinh tắm cho em bé này một số loại thuốc chữa bệnh đặc trị này thì uh, tôi thấy mình cần phải làm cái uh, nhãn mác bao bì chuyên nghiệp hơn này và đầy đủ thông tin hơn thì khi khách hàng sử dụng thì họ sẽ sẽ cảm thấy yên tâm hơn và tin tưởng hơn. đến bây giờ thì hầu như là đã cung cấp khắp cả nước rồi. thì cũng có một số khách hàng khách hàng gọi là khách hàng thân thiết chính là ở thành phố hồ chí minh và 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 hà nội là nhiều nhất. còn các tỉnh lẻ thì cũng có một số khách hàng ví dụ họ đi du lịch lên đến đây họ về họ dùng xong rồi họ giới thiệu bạn bè người thân thì cũng nhiều ạ. Nước tắm của người Dao đỏ xã Tà Phìn có nhiều loại, trong đó có 3 sản phẩm chính là nước tắm dùng cho phụ nữ sau sinh, nước tắm cho trẻ em, nước tắm dùng chung và nước ngâm chân. Theo trị lý Tả Mẩy, mỗi sản phẩm nước tắm sẽ có sự kết hợp từ 12 đến 36 vị thuốc, mỗi loại sẽ được thêm hoặc bớt một số loại lá cây rừng cho phù hợp với thể trạng của người sử dụng. Năm 2020, chị Lý Tà Mẩy cũng nghiên cứu chế tạo thành công thuốc lá dùng gội đầu, không chỉ giúp giảm gầu, ngứa và mụn nhọt mà còn giúp tóc mượt, đen bóng. Từ việc cung cấp các sản phẩm thuốc tắm, nước gội đầu, mỗi năm cũng mang lại cho gia đình chị Mẩy nguồn thu hàng trăm triệu đồng các cái bài thuốc thì trước đây là làm theo truyền thống nhưng mà sau khi à, phát triển ra một số sản phẩm khác nhau thì ý, bản thân tôi cũng thế mình cũng vừa khi mà mình muốn phát triển một sản phẩm nào đấy thì bản thân mình phải là người sử dụng và mình thử nghiệm trước thì mình cảm thấy cái đấy nó có hiệu quả cao thì mình mới bắt đầu đưa ra thị trường cùng với nghề làm thuốc tắm Năm 2016, chị Lý Tà Mẩy mạnh dạn đầu tư, nâng cấp nhà cửa, sắm sửa trang thiết bị đồ dùng để đón phục vụ khách lưu trú hostel kết hợp tắm lá thuốc tại nhà. Thời điểm trước khi diễn ra dịch bệnh, mỗi năm gia đình chị Lý Tà Mẩy đón hàng trăm lượt khách lưu trú trải nghiệm sản phẩm du lịch, dịch vụ trải nghiệm. Với mong muốn phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững, năm 2019, chị Lý Tà Mẩy đã đứng lên thành lập Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng xã Tà Phìn và huy động sự tham gia của gần 50 thành viên. Hiện Hợp tác xã đang cung cấp các dịch vụ lưu trú hostel, tắm lá thuốc, tuyến tham quan chụp ảnh, trải nghiệm các nghề như nghề làm nông, theo hoa văn thổ cẩm của người sao, mông. Trong quá trình hoạt động, ngoài hỗ trợ hội viên nâng cao kiến thức kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh tìm đầu ra cho sản phẩm chị lý tà mẩy còn tìm kiếm nguồn đầu tư giúp hội viên về vốn để cải tạo nâng cấp hình thành các sản phẩm du lịch mới liên quan đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe du lịch nông nghiệp gắn với cảnh quan đáp ứng nhu cầu khách nội địa là một trong sáu cơ sở được hỗ trợ vốn thực hiện cải tạo cảnh quan, nâng cấp phòng nghỉ thí điểm trên địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu ăn nghỉ thị hiếu của khách Việt trong bối cảnh dịch Covid-19 còn nhiều khó khăn. Gia đình anh Lý Láo Tả ở thôn Xả Xéng, xã Tà Phìn đang nhanh chóng hoàn thiện các công đoạn cuối cùng để sẵn sàng khôi phục trở lại các hoạt động du lịch. Trong khi hợp tác xã thì chị Mẩy là người đứng đầu và chị Mẩy giúp được của em rất là nhiều hỗ trợ nhiệt tình. Ngoài việc dạy bảo chị còn đi tìm các nhà đầu tư, nhà chuyên gia thiết kế, nâng cao cái năng lực và cách tiếp đón khách. Trước đây của khách nước ngoài thì họ không cầu kỳ lắm, tại vì khách nước ngoài thích những cái đơn sơ và giản dị mang đẹp cái truyền thống văn hóa của mình. Còn bây giờ của em hướng tới khách viện thì của em ngoài cải tạo trong phòng ra thay chăn ga gối đệm thì của em còn cải tạo thêm bên ngoài nữa, trồng thêm nhiều hoa với cả Uh, lắp thêm kính làm lại cửa sổ để cho phòng thoáng hơn và đẹp hơn. Năm 2020, Hợp tác xã của chị Lý Tà Mẩy cũng được Phòng Văn hóa và Thông tin Thị xã Sapa hỗ trợ xây dựng văn phòng đại diện và điểm sinh hoạt ngoài cộng đồng. Khi được hoàn thành, đây sẽ là nơi trưng bày, giới thiệu các sản phẩm du lịch của Hợp tác xã và tổ chức các chuỗi sự kiện theo tuần, tháng, cũng như hình thành khu check-in ngắm cảnh để lại nhiều ấn tượng, hứa hẹn sẽ thu hút sự tham quan trải nghiệm của đông đảo du khách khi đến với Tà Phìn. Đấy là một mô hình thí điểm và chúng tôi đang hỗ trợ cộng đồng để làm chuyển đổi. Nếu như mô hình ở trong Tà Phìn mà được tổ chức triển khai thành công thì chúng tôi sẽ bắt đầu nhân rộng đến các địa phương khác vừa rồi cũng là một mô hình kế tiếp nữa là ở khu vực lô lao trải thì có cái vườn hoa cải dầu thì đây cũng là một cái mô hình du lịch nông nghiệp gắn với cảnh quan để thu hút khách du lịch đến nhiều hơn với các cái làng bản trên địa bàn thị xã sapa tạo điểm nhấn thu hút nhu cầu khám phá trải nghiệm của du khách đang mang lại những tín hiệu khả quan cho du lịch xã tà phìn trong bối cảnh dịch covid 19 còn nhiều diễn biến phức tạp và những nhân tố điển hình như chị Lý Tà Mẩy sẽ có sự tác động mạnh mẽ đến nhận thức, tư duy làm du lịch của người dân địa phương. Bởi linh hoạt sáng tạo và nhanh nhạy, nắm bắt với thị hiếu, nhu cầu của du khách nội địa đang là bài toán đặt ra nhằm thu hút khách du lịch đến với các hoạt động trải nghiệm, khám phá thiên nhiên ngoài cộng đồng nhằm kích cầu du lịch, nâng cao đời sống cho nhân dân. Lý Tả Mẩy cũng là một trong những cái hạt nhân hết sức nòng cốt có trách nhiệm trong là một mắt xích quan trọng trong cái việc kết nối các cái cơ sở uh, kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng nhỏ lẻ trên địa bàn xã thành một nhóm uh, và nâng cấp hơn nữa là thành pháp nhân là một hợp tác xã để um, cung ứng và cung cấp các cái sản phẩm dịch vụ, các sản phẩm hàng hóa liên quan đến du lịch cộng đồng một cách uh, theo chuỗi liên kết những nhân tố cần thiết để có được một cái tương lai hoạt động theo chuỗi liên kết cung ứng du lịch cộng đồng trên địa bàn xã Tả Phìn một cách bài bản và có chiều sâu. Thuốc tắm thì sẽ chuyên sâu cung cấp các sản phẩm dịch vụ và sản phẩm hàng hóa liên quan đến thuốc tắm. Đồng bào dân tộc Dao đỏ, người có năng lực, khả năng làm hướng dẫn viên, thông dịch viên thì sẽ chuyên sâu làm hướng dẫn viên, thông dịch viên. Người có đang nắm các cái tri thức về ẩm thực, về vật lý trị liệu gắn với ẩm thực thì sẽ chuyên sâu về ẩm thực người có năng lực vận tải phục vụ hành khách thì sẽ chuyên sâu dịch vụ vận tải hành khách người mà có năng lực cũng như các cái tư liệu sản xuất mà có thể đáp ứng được cho cái việc cung cấp các cái giá trị gia tăng ví dụ như chụp ảnh ví dụ như check in vân 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 thì sẽ chuyên sâu cho lĩnh vực check in chụp ảnh thì với cái vai trò nòng cốt của Lý Tả Mẩy như vậy thì đã kết nối được đầy đủ mạnh dạn dám nghĩ dám thay đổi đã và đang giúp chị Lý Tả Mẩy gặt hái được nhiều thành công chị Lý Tả Mẩy xứng đáng là điển hình phụ nữ tiên tiến tạo động lực cho chị em phụ nữ dân tộc thiểu số học tập vươn lên thoát nghèo và làm giàu tới đây chuyên mục gương điển hình tiên tiến của đài phát thanh truyền hình lào cai xin được kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại